Minh Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Mậu Dần, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tử Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ, ngày Mậu Dần tức chi khắc can, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm thành đầu thổ, kỵ tuổi Nhâm Thân, Giáp Thân, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất thành hỏa cục, xung với Thân, hình tỵ, hại tỵ, phá Hợi và tuyệt Dậu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Canh Thân, Giáp Thân, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Kính Tâm tốt đối với an táng, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Thủy tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương hay còn gọi là sao Diệt Môn, xấu mọi việc, sao Kiếp Sát kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Địa Phá kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thiên Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Nguyệt Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm xấu mọi việc, sao Thổ Cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao Ly Sàng kỵ về cưới hỏi, sao Độc Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Chính Bắc. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mà công việc của Tý may mắn nhờ chính tài độ vận. Đặc biệt là những bạn đang chú tâm vào công việc chính có dấu hiệu được tăng lương, thăng chức. Tính tình cần cù của con giáp này cũng khiến công việc tiến triển nhanh hơn những người xung quanh. Nhờ cục diện thủy sinh mộc nên tình cảm của Tý có dấu hiệu khởi sắc. Bạn chưa bao giờ là người sống ích kỷ nhưng cũng sẵn sàng gạt bỏ những người bạn keo kiệt, sống không biết điều ra khỏi cuộc sống, không chơi được thì nghỉ chứ không nể mặt. Hôm nay tiền bạc không gặp trục trặc nên Tý có thời gian để nghỉ ngơi. May mắn hơn là có những người nợ dai bỗng quay lại xin lỗi và trả nợ cho bạn. Nhiều người có thêm nguồn thu từ công việc tay trái như bán hàng, nhận dự án. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, bạn tự làm điểm tựa của chính mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, số vất vả làm gì cũng chật vật. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, thời gian khó khăn sắp qua đi. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, biết được bộ mặt thật của vài người. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, trong gia đình, họ hàng có tin vui. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 45, số 76, số 12. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường,
xanh dương, ten. Quý nhân phù trợ, thìn, sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 20 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, người tuổi Sửu đi làm đang có điềm báo gặp thị phi bùa vây hay có kẻ thích cạnh tranh với bạn vì có kiếp tài chiếu mệnh. Đặc biệt là những bạn làm chủ thầu, quản lý cẩn thận bị cấp dưới chơi xấu. Làm việc gì cũng nên trực tiếp xem xét, ghi chép lại đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Tuy nhiên, đường tình cảm đi xuống vì cục diện mộc khắc thổ. Bạn phải học được cách phớt lờ những đánh giá từ bên ngoài, nếu không thì vẫn còn khổ tâm nhiều. Không phải ai cũng tốt đẹp như vẻ bề ngoài mà họ thể hiện nhé, kể cả bạn bè chơi với nhau lâu. Sống cần lắng nghe để phân biệt đúng sai mà học hỏi thêm. Mặt tiền bạc, làm ăn cũng thế, thời gian này đừng hấp tấp đầu tư bất động sản, góp vốn làm ăn hay mua cổ phiếu, nguy cơ mất trắng rất cao. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, bản thân thì không lo xong cứ suy nghĩ cho người khác. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, quá mệt mỏi vì hay bị phán xét. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, nói thì dễ nhưng làm cực kỳ khó. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, không phải ai cũng thánh thiện như họ thể hiện. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, ngắt kết nối với mạng xã hội và đọc sách. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 2, số 81. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cam, vàng. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 20 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Bước sang ngày mới, nhờ có thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần với đầu óc linh hoạt, khôn khéo có thể đưa ra những ý tưởng rất có ích cho tập thể vào ngày hôm nay. Bản mệnh hãy mạnh dạn đưa ra ý kiến giúp đỡ mọi người, bạn chắc chắn sẽ được cấp trên đánh giá cao. Đây cũng là thời điểm để những chú hổ bứt phá trên chặng đua quyền lực phía trước. Con giáp này thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt và có những cách xử lý sáng tạo, gây được ấn tượng với tập thể về năng lực làm việc của mình. Mộc khí vượng có thể sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của con giáp này. Các vấn đề về gan có thể sẽ làm phiền bạn. Bản mệnh nên tránh việc sử dụng đồ uống có chất kích thích, hạn chế rượu bia, thuốc lá, để không khiến cho sức khỏe thêm phần tồi tệ. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, đưa ra ý tưởng có ích cho tập thể nhờ đầu óc linh hoạt. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, mạnh dạn đóng góp ý kiến, xây dựng kế hoạch. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, tranh thủ cơ hội để bứt phá trên đường đua quyền lực. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, gây ấn tượng nhờ khả năng ứng biến linh hoạt. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, chú ý dưỡng sinh cho gan, tránh dùng đồ uống kích thích. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 23, số 15, số 64. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, đen. Quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 20 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Thứ 7 này, người tuổi Mão được chính ấn nâng đỡ, đây là điềm báo thăng tiến trong công việc của con giáp này. Bản mệnh biết được thế mạnh của mình, đồng thời cũng có nhiều cống hiến và nỗ lực để hoàn thành công việc, nhờ thế mà gặt hái được rất nhiều thành công. Có thể thời gian tới, bản mệnh sẽ gặp phải nhiều thử thách, song nếu có thể vượt qua thì những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đừng quên những thách thức đó cũng là phép thử để bạn nhìn rõ xem mình đang đứng ở đâu và có gì trong tay.
Thời tiết trở nên nóng nực có thể khiến những chú mèo lười tập thể dục hơn, đó là lý do cơ thể bạn trở nên trì trệ. Bạn có thể chạy bộ mỗi sáng, tối hoặc tập thể dục ngay trong nhà vào bất cứ thời gian nào. Đừng để cơ thể nghỉ ngơi quá lâu vì nó càng làm bạn lười thêm mà thôi. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, có điểm báo thăng tiến trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, biết thế mạnh của bản thân để cống hiến hết mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, cơ hội kèm theo cả thách thức không nhỏ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, thử thách là phép thử để nhìn lại bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chú ý tập thể dục thường xuyên để duy trì sức khỏe. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 16, số 19, số 91. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, Thìn, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 20 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Người tuổi Thìn hôm nay rất chú trọng trong việc kết nối, làm quen người mới khi có tam hội che chở. Việc này mở ra cơ hội cho chuyện tình cảm cũng như việc làm ăn, bạn cố gắng đối xử với mọi người thật tốt bằng sự vô tư, thoải mái bạn nhé. Thực thần chiếu mệnh, mang tới tin tốt lành, đây là ngày mà tuổi Thìn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ những người luôn luôn hiểu mình, yêu thương mình. Thế nên hãy nắm lấy cơ hội này và thực hiện mong muốn cá nhân, thay vì quay lưng lại với họ và rồi trách cứ họ vì đã không giúp bạn nhé. Mộc thổ xung khắc cho thấy, vận trình tình cảm không như ý, có thể tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của ai đó có thể khiến cho bạn ghen tị. Bạn nên tự tìm lấy niềm vui cho riêng mình thay vì đi ghen tị như vậy nhé. Bạn sẽ chỉ mất thời gian và làm tổn thương chính mình mà thôi. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, chú ý điều chỉnh chế độ sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, những chuyện cũ có thể gây phiền nhiễu cho bạn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, người làm kinh doanh có cơ hội phát triển quy mô làm ăn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, cần tỉnh táo để tránh xa lời xúi dục của người đời. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cần phải quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 70, số 64. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, đen, đỏ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 20 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Ngày mới được thiên ấn trợ mệnh, người tuổi Tỵ đáng có lợi cho những bạn sắp lên chức, làm quản lý hoặc làm chủ. Bạn có tiếng nói trong công việc, được mọi người xung quanh tin tưởng và khen ngợi khá nhiều mà bạn không hề hay biết. Tuy nhiên, mặt tình cảm vì lâm tương hại nên có điểm xa cách, chia ly. Con giáp này dễ phạm tiểu nhân, hay phải sống xa nhà vì cơm áo gạo tiền, cô đơn và ít bạn bè thân thiết. Các cặp đôi đang yêu nên hạn chế cãi cọ kẻo chia tay. Ngày này, đường tài lộc của người tuổi Tỵ may mắn nhờ mộc sinh hỏa. Con giáp này nỗ lực bằng chính khả năng của mình chứ không phải chờ đợi người khác giúp đỡ. Tiền bạc làm ra mỗi ngày đều là đồng tiền sạch, về sau sẽ nhận được nhiều phước lộc. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, sống tự lập ghét dựa dẫm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, bạn bè không tốt thì nghỉ chơi ngay. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tình yêu chỉ là một loại gia vị trong cuộc sống. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, bạn biết quan tâm đến người thân nhiều hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá,
đạt 5 sao. Con số may mắn, số 36, số 82, số 73. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, vàng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 20 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Xem tử vi cho thấy, chính ấn chiếu mệnh có lợi cho chức vụ, quyền lợi của Ngọ trong công việc hôm nay. Bạn biết cách sử dụng kiến thức sẵn có của mình để tạo ra giá trị cho bản thân chứ không cậy chức, cậy quyền, nhưng muốn thành công có lẽ bạn cần nhanh nhẹn hơn nữa. Nhờ cục diện tương sinh mộc hỏa nên Ngọ có được sự ủng hộ từ bạn bè và những người thân yêu. Bạn còn cảm nhận rõ được sự chân thành mà người ấy dành cho mình. Đây cũng là sức mạnh để bạn lạc quan, yêu đời hơn. Được tam hợp nâng đỡ nên chuyện tiền nong có khởi sắc hơn hẳn mọi ngày. Kết thúc những ngày vất vả, hôm nay Ngọ sẽ có thời gian nghỉ ngơi và tự mua cho mình một món đồ yêu thích mà không cần sợ tài chính eo hẹp. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, cô đơn không đáng sợ như bạn vẫn nghĩ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, sự sung túc của cuộc đời nằm ở sự khoan dung. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, sống có đức thì mặc sức mà hưởng lộc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, bạn có tính thương người hay làm ơn mắc oán. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tính tình hiền lành nên hay bị chơi xấu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 45, số 76, số 12. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, trắng. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 20 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Tử vi ngày mới cho biết, công việc của tuổi Mùi gặp kiếp tài chiếu mệnh nên có trục trặc liên quan đến cấp dưới, đồng nghiệp nhỏ tuổi hoặc bạn bè. Bạn sống quá hiền hậu nên hay để người khác qua mặt, nói xấu sau lưng. Làm gì cũng phải cứng rắn, ăn to nói lớn thì người ta mới sợ bạn, không dám đặt điều bôi nhỏ. Vì cục diện mộc khắc thổ nên hôm nay bản mệnh phải kiềm chế tính cách nóng nảy kẻo xung đột với hàng xóm, bạn bè. Có những chuyện gắng gượng một chút thì sẽ qua thôi, một điều nhịn chín điều lành tích phúc cho bản thân. Tử vi nhắc nhở người tuổi Mùi trong ngày hôm nay, hãy thận trọng khi giao dịch với tiền bạc. Đầu tư vốn ngay bây giờ có thể có những kết quả rất tiêu cực, việc khai trương, chơi hụi, chung vốn làm ăn nên tạm hoãn lại. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, không phải chuyện gì cũng có thể làm nhanh. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, người khác đặt điều nói xấu bạn đừng quan tâm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, ngoảnh mặt làm ngơ bơ đi mà sống. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hay gặp phải mấy người vô duyên khi đi ra ngoài. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, mỗi ngày được sống, được bình yên đã là may mắn rồi. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 7, số 73, số 57. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đỏ cam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 20 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Trong ngày gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tị Hợi gây trở ngại, có thể khiến cho người tuổi Thân gặp phải nhiều điều không như ý trong vận trình ngày thứ 7 này. Những chú khỉ sẽ phải trải qua một ngày làm việc cật lực và hiếm khi nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Bạn nên cố gắng hết sức mình, đừng bày tỏ sự bất mãn với mọi người xung quanh.
Thiên tài nhắc nhở cho con giáp này, nếu bạn cứ cố gắng, nỗ lực không ngừng thì đến một lúc nào đó bạn sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng. Đó có thể là một khoản tiền kha khá khiến bản mệnh có thể sống thoải mái trong một thời gian. Kim khắc mộc, người độc thân mải mê theo đuổi sự nghiệp cùng những thú vui cá nhân của riêng mình mà không buồn tìm kiếm nửa kia. Tình yêu chưa thực sự có sức hút với tuổi thân vào thời điểm này, khi mà bạn còn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân tự do, không gì ràng buộc. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, vận trình không như ý, vất vả một mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, cố gắng làm tốt việc của mình, tránh tỏ ra bất mãn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, rồi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu cứ cố gắng không ngừng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, có thể nhận được khoản tiền kha khá sau những nỗ lực bền bỉ. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, người độc thân mải mê theo đuổi sự nghiệp, bỏ bê tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 22, số 71, số 80. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 20 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy chính tài nhập cục, người tuổi Dậu không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc khi mà thu nhập trong ngày khá ổn định. Đây không phải là may mắn từ trên trời rơi xuống mà đến từ sự cố gắng không ngừng của bản mệnh từ bấy lâu. Thời điểm này, những chú gà nên có kế hoạch đầu tư tài chính hoặc tiết kiệm để dành dụm cho những lúc cần thiết. Đó có thể sẽ là phương án tốt nhất vào lúc này. Đừng thấy tiền bạc dư dôi mà phung phí quá đà, mua sắm vô tội vạ thì tiền núi cũng có ngày hết. Ngũ hành kim khắc mộc khiến mâu thuẫn giữa bạn và người ấy vẫn chưa đi đến hồi kết. Dường như cả hai vẫn chưa đủ kiên nhẫn để lắng nghe đối phương cũng như gạt bỏ cái tôi sang một bên. Bạn nên nhớ rằng không ai là hoàn hảo và lòng vị tha là liều thuốc bổ trong tình yêu. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, không cần lo lắng về tiền bạc, thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, nên có kế hoạch đầu tư tài chính hoặc tiết kiệm rõ ràng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, chớ nên phung phí quá đà bằng việc mua sắm vô tội vạ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, mâu thuẫn giữa đôi lứa vẫn còn căng thẳng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, cái tôi cá nhân quá cao khiến đôi bên không muốn lắng nghe đối phương. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 35, số 69, số 27. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, bạch kim. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 20 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Tử vi hôm nay nhận thấy, cục diện dần Tuất bán hợp giúp người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều chuyện may mắn bởi hôm nay cát khí lan tràn, con giáp này hoàn toàn có thể có được những điều mình muốn. Quý nhân ở bên, dẫn lối cho người độc thân tìm thấy được một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Công việc cũng tiến triển rất thuận lợi đối với người tuổi Tuất. Quan hệ xã giao hài hòa khiến bạn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người mỗi khi công việc xảy ra vấn đề gì khó khăn, trục trặc. Thực thần cho thấy, bạn là một người rộng rãi và ôn hòa, chính vì vậy, bạn dễ nhận được sự yêu mến của mọi người. Những người không chi li, tính toán luôn sống một cách rất thoải mái, và bạn cũng vậy, tài lộc luôn đến với bạn một cách bất ngờ. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, cát khí lan tràn, ngập tràn may mắn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, quý nhân dẫn đường cho người độc thân tìm được một nửa yêu thương. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, công việc tiến triển thuận lợi nhờ quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy,
nhận được sự yêu mến của mọi người nhờ tính cách rộng rãi. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 16, số 95, số 47. Giờ tốt: từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: tím, trắng. Quý nhân phù trợ: Mão, Thân, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 20 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Ngày gặp cục diện dần hợi nhị hợp, người tuổi Hợi xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hài hòa trong ngày hôm nay. Mọi người đều yêu mến bạn vì tính tình thật thà, hết lòng vì mọi người và chính bạn cũng cảm thấy cuộc sống như vậy thật thoải mái. Thiên quan có thể đem đến những chướng ngại vật bất ngờ liên quan đến công việc hoặc đời sống cá nhân của con giáp này. Tuy nhiên bạn sẽ có thể xoay sở tốt trong mọi tình huống để hoàn thành các kế hoạch mà mình lập ra ban đầu nếu giữ được bình tĩnh. Thủy sinh mộc, bản mệnh có mối quan hệ rất hài hòa với gia đình của mình. Bạn và nửa kia luôn chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Khi có bất cứ bất đồng quan điểm gì, hai người luôn bình tĩnh thảo luận với nhau để cùng tìm hướng giải quyết. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, xây dựng được quan hệ xã giao tốt đẹp, hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, công việc hoặc cuộc sống có thể gặp chướng ngại vật bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, xoay sở tốt trong những tình huống khó khăn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, gia đạo êm ấm, vợ chồng thuận hòa. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với nửa kia để cùng tìm cách giải quyết. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 75, số 16, số 26. Giờ tốt: từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh da trời. Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.